chờ xem các bạn ha, chờ xem. Sữa Inverter thì các bạn cần phải kiên nhẫn, tại vì cái thời gian chờ nó đóng lốc thì mấy phút, cho nên các bạn cần phải kiên nhẫn. Đây là máy Nagakawa các bạn ha, máy Nagakawa. Bạn đó nói là khi mà đem lại thì gì, đem lại thợ đem lại cho bạn nó sửa, thì bạn nó bây giờ cũng mở là tiệm ra làm thợ rồi, hồi trước là học trò của mình, bây giờ bạn nó mở ra làm thợ sửa mô mạch. Những cái bo nào mà khó và mình luôn luôn cho học trò gì có một cái cơ hội để họ thành thợ sửa bo, tức là ban đầu thì khách đem lại ví dụ như sửa những cái cơ bản trước, còn những cái khó khó hoặc là những cái chưa biết thì có thể gửi vô cho mình. Ok, đóng nghe đóng lắp các bạn ha, nghe đóng lắp, nghe đóng. Bây giờ chúng ta sẽ đo gì, đo vôn, đo vôn của gì, của gì, có điện cấp xuống cuộc nóng hay không, mà chúng ta chưa thấy gì, không thấy điện. Đây chúng ta để than 220W AC. Ok chưa các bạn, chúng ta sẽ đo ngay chỗ cái chạm mà cấp điện cho đuôi nóng. Đây cái chạm cấp điện cho đuôi nóng, chúng ta xem có 220V không các bạn ha. Ok, bạn thấy có 220 nè. Ok chưa, có 220. Chúng ta sẽ qua chút xíu cho bạn xem nha. Được chưa, 220. Nhưng mà thông thường thì các bạn đang qua, nếu mà chúng ta phải nghi ngờ cái vấn đề, nếu mà có điện áp 220 thì lập tức gì, nguồn xích chính phải chạy để gì cấp điện cho gì máy. Mà tại sao cái này chúng ta không thấy có điện nguồn, thì là chúng ta phải có một cái nghi vấn. Vậy chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa cái gì, cái phần đuôi nóng trước để cho nó có nguồn trước cái đã, rồi chúng ta mới tiến hành chúng ta sửa cái khác. Đây là cái quy luật các bạn, đây là cái quy luật. Chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ cấp điện thẳng vô cái đuôi nóng này để, rồi chúng ta sẽ thử xem tại sao nó không có điện. Chúng ta sẽ lần mò ra cái đường dây nào mà nó bị chạm chập, bị đứt hay gì đó, bị sự cố gì đó. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ cấp điện nguồn gì trực tiếp vô cái đuôi nóng để chúng ta kiểm tra. Ok chưa, các bạn nên nhớ rằng học nghề là phải thực tế, học nghề là phải thực tế, chứ không có gì lý thuyết quá, rườm rà quá, lý thuyết quá. Các bạn nên nhớ, ví dụ như hôm nay mình dạy cho các bạn học trò của mình là cái đường 50 hạt, cái trên giấy thì các bạn vẽ rất là thoải mái luôn, để phăng phăng, nhưng mà khi mà đụng tới cái bo mới là bắt đầu khổng khổ với nó. Cho nên các bạn nên nhớ rằng các những cái học online, những cái học trực tuyến, những Zalo, Facebook nó không có hiệu quả gì bạn. Đề cái mặt lý thuyết thì nói cho các bạn rất ok, nhưng mà khi mà các bạn lên đụng cái máy là các bạn bó tay, tại vì mặt đường mặt ở trên trên cái bo nó không có giống như là gì, đường mặt trên cái bo nó không có giống như là dễ trên lý thuyết, nó chạy vòng 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 vòng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa chữa cái nguồn xích trên này. Mình chỉ làm ban cho các bạn xem nha, chứ mình không giải thích cái vấn đề này. Cái bạn nào muốn hiểu thì chúng ta còn phải đi học. Ok, rồi chúng ta mở điện rồi, chúng ta sẽ đo cái chạm điện xem có 220 không các bạn nha. Ok, đây cái chạm điện của nó đây, chúng ta sẽ đo xem có 220 không. Ok, có. Bạn này sửa đó thay là anh này nè. Số bạn thì nó nói mình dạy ảo ảo ảo, sao được mà ảo, kỹ thuật là phải kỹ thuật chứ làm sao mà ảo được. Mẫu đời những đối thủ cạnh tranh thì họ luôn luôn tìm cách gì này, có 300V này các bạn thấy không, 300V có. Ok chưa, 300V có, vậy là cái nghề nguồn xích trên không chạy. Cái này nguồn xích trên không chạy các bạn. Chúng ta sẽ xả trụ đi, khi mà các bạn tắt máy thì các bạn nên xả trụ, tại vì tắt CV thì các bạn nên xả trụ, tại vì trụ nó sẽ còn giữ điện ở trên đó. Chứ các bạn làm mà không cẩn thận thì nó sẽ gì, nó sẽ nổ cái bóp, đó là quan mạng. Rồi chúng ta sẽ xem coi tại sao nguồn xích trên không chạy.
Cái này mình chỉ làm ban thôi nha, còn giải thích nguyên tắc tại sao bị như thế nào thì các bạn cần phải đi học mình mới dạy các bạn. Đó là luật. Có nhiều bạn rất ngộ à, học ở học nghề một số nơi trung tâm nào đó, thì các bạn học nghề ở nơi trung tâm nào đó thì các bạn ông thầy nào dạy các bạn, ông thầy nào dạy các bạn mà kiếm cơm các bạn thì các bạn hỏi ông thầy đó. Chỉ mắc mới thì các bạn cứ học ông thầy này hỏi ông thầy kia, cơm gạo không có. Cái đó là luật, nói ra nhiều khi các bạn hơi đụng chạm với các bạn thiệt, nhưng mà các bạn nên nhớ học chỗ nào thì các bạn hỏi ông thầy chỗ đó. Nhiều khi nói ra mất công mất lòng, mà ngộ có cái không chỉ thì chửi. Hồi xưa nói thật ra các bạn, hồi xưa lúc mà mình mới ra về trung tâm dạy nghề thì các bạn, các trung tâm đối thủ này khi nói xấu mình còn sợ, chứ bây giờ mình cũng chả sợ mấy bạn đâu. Tại vì cái tầm ảnh hưởng của mình trong cộng đồng bây giờ đã lớn rồi, mình không có sợ vấn đề của các bạn nữa. Cho nên các bạn có nói xấu cũng chẳng cần, mình cũng chẳng cần quan tâm các bạn đâu, mà cộng đồng cũng chẳng ai tin mấy bạn. Hồi đầu thì cộng đồng còn tin mấy bạn, tại vì các bạn nói, các bạn đưa ra những cái này cái kia rồi biện minh để các bạn nói đúng, nhưng mà đó là thời gian cộng đồng người ta chưa biết nhiều về mình, cho nên là các bạn nói có thể người ta tin. Nhưng mà sau này các bạn, bây giờ các bạn nói không ai tin đâu, tại vì khi mà bạn nói cái người ta sẽ lên mạng, sẽ ta sẽ tìm hiểu à, ông này ông giúp đỡ cho cộng đồng quá lớn, quá lớn, cho nên là không thể nào tin mấy bạn được. Bạn nên nhớ cái này đó, mà bạn nói xấu cũng vô nghĩa thôi. Cái cây ngay không thể chết đứng là lý do đó. Hết giao thông rồi cho nên hơi khó các bạn ha, hết giao thông nó hơi khó xíu. Kiếm miếng nhựa thông ha, chứ không có nhựa thông hơi khó. Cái này ở hơi lâu các bạn thông cảm xíu, tại vì mình không có nhựa thông, mình hết nhựa thông rồi, chứ cứ có nhựa thông thì mình sẽ làm cái này lẹ hơn.
Rồi, ok. Nếu có được không chúng ta sẽ làm lại, không chúng ta sẽ xem coi tại sao vậy nó bị gì, nó bị đứt. Các bạn nhìn kỹ không, đây con sợi dây bị đứt, các bạn thấy không đó, đây mình cho các bạn nhìn kỹ, đây con sợi bị đứt nè các bạn thấy không, nè mình mới moi nó lên nè, đó thấy chưa, chúng ta sẽ việc nối lại. Những cái này cũng rất dễ các bạn ha, không khó khăn gì hết đó, chỉ cái chịu khó chịu xiên chút xíu. Có một số bạn thợ thì gặp những cái bo lạ thì các bạn sợ, nhưng mà các bạn phải bình tĩnh, các bạn phải bình tĩnh, các bạn ngồi các bạn coi lại coi nó hư cái gì cái đã trước khi gửi vô đây cho thầy chứ ha? Chứ không phải là cái gì các bạn cũng ý là thầy hết không được, thì thầy còn làm những việc quan trọng hơn rất nhiều đó. Hiện nay thầy làm mô hình tách ban này kia để cho học viên gì họ học có đỡ hiểu. Một người thầy có tâm huyết là gì, một người thầy có tâm huyết là luôn 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 tìm cách gì giúp cho học viên hiểu được cái đó, gọi là thầy, một người thầy tâm huyết đó, mình luôn luôn là hướng tới cái đó, làm sao đó mỗi ngày học viên học càng dễ hiểu hơn và càng gì càng làm máy nhiều hơn, cái đó mới là cái gì, cái mục đích cuối cùng của mình. Rồi chúng ta sẽ hàng lại. Vậy. Ok. Rồi, giờ chúng ta đã đấu xong rồi. Rồi, các bạn thấy không? Có dễ, có khó không? Không khó đâu các bạn nha. Không khó, rõ ràng là không khó. Khi các bạn hiểu được nguyên tắc của nguồn xích dinh ở đây, mình dạy nguồn xích dinh rất kỹ. Hầu như 100% là học viên phải hiểu được sự trên rất kỹ. Khi các bạn hàng xong thì các bạn nên chà xăng sạch sẽ rồi đây. Chúng ta tạo một thói quen để gì, để khi các bạn làm chúng ta không phải ân hận những cái món hàng chúng ta bị hàng dính này kia, không phải ân hận những gì đó.
Rồi, giờ chúng ta làm xong cái vấn đề này. Giờ chúng ta sẽ thử xem nó có lên nguồn không các bạn ha. Chúng ta sẽ thử xem nó lên nguồn không. Chúng ta mở nguồn nha các bạn. Mở nguồn ok. Ok, các bạn thấy chưa? Nó lên nguồn rồi các bạn thấy chưa? Khi mà các bạn hiểu được thì nó thì các bạn gì? Làm rất nhanh. Còn các bạn không hiểu thì các bạn làm mò. Như vậy thì mò thì nó cũng có được thôi, nhưng mà hên xui. Lúc được lúc không thì các bạn không biết được. Nhưng mà ở đây chúng ta làm là chắc chắn 100% là phải được. Rồi chúng ta sẽ kết nối lại bộ đầu bộ đuôi các bạn ha. Chúng ta sẽ tiếp tục kết nối vào bộ đầu bộ đuôi. Chúng ta tắt nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ kết nối lại bộ đầu bộ đuôi. Các bạn cẩn thận nha, tại vì trong lúc này thì nó còn gì, còn điện trong tụ, cho nên chúng ta là phải cẩn thận. Nếu có lật mạch thì các bạn lật các bạn cũng phải khéo. Những cái video clip của mình làm thì mong giúp đỡ cho cộng đồng chúng ta ngày càng gì phát triển thì cái vấn đề kỹ thuật. Cho nên là các bạn có thể gì like, comment và chia sẻ cho anh em thợ cùng xem để chúng ta cùng phát triển các bạn ha. Các bạn cần là cần giúp những cái manh bệnh gì đó thì các bạn có thể comment ở dưới. Rồi chúng ta sẽ ghi gắn vlog vậy, chúng ta sẽ thử xem nó có chạy không. Rồi chúng ta sẽ thử các bạn ha. Nhưng mà các bạn nên nhớ trước khi mà bạn muốn thử cái gì, cái bo thì các bạn cần phải gắn cho nó một cái miếng nhôm để nó không bị hư xe công suất. Nhớ nha các bạn. Nhớ cái điều đó. Rồi ok, vậy chúng ta đã chuẩn bị xong và chúng ta sẽ mở nha các bạn. Mở xong xuôi hết chưa, xong xuôi chưa? Rồi, sorry, chúng ta gấp cái nguồn vô cái đó. Rồi mở nha các bạn. Rồi chúng ta chờ chút xíu xem. Bắt đầu lạnh quay. Chúng ta chờ cho đóng gì, đóng cặp điện đuôi nóng các bạn ha. Chúng ta chờ xíu nha các bạn, khoảng 3 phút 20 giây á. Các bạn sử dụng inverter các bạn cần phải kiên nhẫn, các bạn phải có thời gian. Chứ không phải là các bạn gắn vô nó chạy liền.
Và một điều nữa mình khẳng định với các bạn là học in vector thì chúng ta mới sửa được mono, chứ không phải là học mono sửa được in vector nha các bạn. Đó là luật rồi. Một số bạn rất là nhảm, up video lên mà rất là nhảm. Chúng ta chờ 3 phút 20 giây. Nói về tài liệu của anh vector thì mình nhiều đây, có sẵn hết các bạn thấy không, y chang không, y chang không. Đây là shadow von, có toàn bộ von chỉnh cẳng, con này con kia bao nhiêu von mình có đủ hết đây, bạn thấy không, có von đủ hết, có số von đủ hết, thấy chưa, đây có số von đủ hết, thấy chưa. Mình cố gắng mỗi ngày mỗi nghiên cứu mà các bạn. Rồi, nó đóng lóc rồi các bạn, nó đóng đuôi nóng, chúng ta chờ.